Nếu các bạn đang cần kim cương hoặc mua Free Fire giá rẻ, uy tín, chất lượng thì hãy đến ngay với shop.akida.vn. Vòng quay gì cái gì cũng có, thiếu mỗi vòng quay trúng người yêu, nhưng có tỷ lệ quay trúng luôn cả chủ shop đẹp trai chim dài 1m2. Tất cả chỉ có tại shop.akida.vn. Các bạn có nhã hứng lên video solo và các bạn có trình độ cá nhân tốt và muốn được vào quân đoàn HAF team, hãy liên lạc với Hùng tại Facebook Trần Phạm Mạnh Hùng. Link mình có để ở dưới phần các vô tả các video, hoặc là các bạn có thể lên Facebook tìm với tên là Trần Phạm Mạnh Hùng, sẽ ra ngay cái mặt to cha to tổ bố của tôi. Và bây giờ đây là chính là Facebook, gọi là chính Facebook chính thức của tôi. Cảm ơn ông rất nhiều. Anh em nào mà có gọi là muốn đăng ký thì có thể gửi cho mình ID hay là ảnh các kiểu về nick của các bạn vào trong tin nhắn nhá. Mình sẽ check và nếu như bạn nào hợp lý thì mình sẽ rep inbox lại để chúng ta gọi là tham gia và tuyển đến với quân đoàn nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira Mobile của mình. Và chào mọi người đã đến với video nữa. Thiếu này trước khi vào chơi game, chúng ta sẽ cùng đi quay khẩu khủng long một tí nhá. À chúng ta sẽ cùng đi quay bộ khủng long một tí, tại vì là bộ khủng long nó vừa mới quay trở về rồi các bạn ạ. À, nói chung là đây là một bộ đồ mà có thể nói là rất là nhiều bạn muốn quay về. Mình không biết là số lượng nó quay về là bao nhiêu lần rồi. Chắc có lẽ là N cộng 1 lần mất, tại vì tôi nhớ không nhầm ấy. Thì từ cái hồi tôi mới chơi đến giờ là cái bộ khủng long này nó quay trở về theo các kiểu, từ vòng quay chế tác cho tới gọi là nạp niếc, cho tới cái vòng quay này vòng quay kia, chắc nó cũng phải được ít nhất là khoảng 5 lần rồi với ông ạ. Mà tôi mới chơi được có 1.5 năm hay nhiêu, cho nên là nhìn chung là chắc cứ 2-3 tháng thì em nó lại về lại một lần. Nhưng mà tôi không hiểu sao nó về nhiều thế mà vẫn còn nhiều ông comment ở trên mấy cái bài trên group Garena Free Fire ấy là anh AD ơi cho khủng long quay trở lại đi, AD ơi khủng long quay trở lại, các kiểu các thứ. Có vẻ như là chắc là cái lúc có sự kiện thì các bạn lại éo có tiền, còn đến cái lúc mà các bạn dư giả tiền bạc rồi thì khủng long nó lại éo quay về đấy, nó khổ thế đấy. Với cả là nhân tiện là mình xin giới thiệu với các bạn nha, mình là cậu bé vàng cho làng đập đá ở tại Tuyên Quang. Các bạn cũng biết rồi, anh Hùng đập đá, anh Hùng chơi ke, nhưng mà anh Hùng không giết cần. Đấy, mình đập toàn ra đá thôi. Ui, Hengel các bạn ạ. Nói chung vòng quay này nó khá là nhân phẩm nhá. Một cái vòng quay mà khá dễ quay. Hiện tại chúng ta đã quay được đó là 7 đá 3 bản vẽ rồi. Chúng ta sẽ đổi lấy một bộ. Ui, cái bộ này ngày xưa nhá, tôi nhớ cái lần tôi chơi, cái bộ này chỉ có giá là 5 đá chế tác và 2 bản vẽ thôi. Còn bộ Godzilla sẽ là 7 đá 3 bản vẽ. Nhưng bây giờ nó lại tăng giá với ông ạ. Ờ nó lại buồn cười vờ lờ luôn. Tôi cũng không hiểu anh Garena nghĩ gì nữa. Chắc tôi sẽ đổi màu xanh lá cây cho Ami đi ha. Mặc dù là Ami có vẻ không có gắn bó với màu xanh lá cây lắm. Mình sẽ mặc cái bộ này để cho Ami biết rằng là ở mình mới quay cho con khủng long. À đúng rồi, mình sẽ nhận hộp huy hiệu. Có vẻ như là Ami rất thích muốn được mua huy hiệu thẻ vô cực vào nick, nhưng mà thôi tôi éo mua cho đâu các bạn ạ. Người ta bảo là nếu mà chiều em nhiều là em hư đấy, cho nên là mình sẽ không chiều nữa. Bây giờ mình mua cái gì cũng mua như ý nó là nó bị hư đấy các bạn ạ, không được đâu. Thì chắc hẳn là ở đây có rất nhiều bạn đã nghe tin là cái khẩu MP40 mang tên là Cobra, cũng như mình đã giới thiệu rồi. Tại vì mình có cập nhật tin nó khá là sớm nên mình biết được là cái bộ Cobra, biết được cái khẩu Cobra đấy nó gọi là về lúc nào. Thì cái khẩu Cobra đấy các bạn, thì nó có tên là rắn hổ mang. Nhưng mà chắc là về Việt Nam mình nó sẽ chế thành một cái tên gì đấy nó nghe nó chất lượng hơn, như kiểu là rắn độc này, mãng xà hay là gì đấy các thứ. Ôi định mệnh nó còn đéo đủ 3 đá để đổi một bộ cơ, thôi bỏ qua đi. Đây các bạn ơi, thì đây là cái gọi là hình ảnh đầu tiên và cũng như là chính thức có mẹ luôn rồi, của khẩu MP40 mãng xà. Mình cứ gọi là mãng xà nghe nó chất lượng ha. Thì khẩu MP này ban đầu nó là những cái hình chế trên mạng thôi, thì nó là có màu xanh lá cây. Tuy nhiên thì bây giờ thì nó đã gọi là chính thức là có màu xanh màu đỏ các bạn ạ. Vâng, do là anh này anh ấy nói cái gì mình cũng éo hiểu nổi, trên là xin phép là mình tắt tiếng anh này đi. Đây là level 1 của nó, sau đến level 2, 3, 4 và 5, 6, 7. Tuy nhiên hiện tại chỉ số của nó chưa chính thức ra mắt nên chúng ta chưa biết level 6 của nó sẽ có hiệu ứng như nào. Chúng ta chỉ biết được những cái hiệu ứng và hình ảnh của nó trước và hành động các thứ thôi, chứ còn là chỉ số chúng ta chưa biết rõ. Tuy nhiên thì mình đã gọi là có thông tin gần như chính xác đến 100% về cái khẩu này rồi. Đó là khẩu này sẽ có chỉ số là cộng 2 sát thương, 1 tốc bắn và trừ 1 tốc di chuyển các bạn nhá. Ok các bạn trẻ, và đây là trận đấu cuối cùng mình lên huyền thoại rồi. Nhìn chung là cái đánh tử chiến đầu mùa ấy, các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình bắn thì kiểu mình cũng không được nhiều kill, hay là bắn kiểu không gánh team quá ấy. Thì mình nói thật với các bạn là ở đây bây giờ hiện giờ trình độ của tất cả mọi người đều ở mức độ khá là cao luôn, thậm chí là nhiều người còn bắn còn hay hơn cả mình. Cho nên là sẽ rất khó để mình có thể một mình cân được tất cả, nên là thật là khó để mình có thể cân được nhiều như thế. Nên là thực ra là cái việc mà mình gọi là bắn vào mình không kiểu gánh team vãi nồi thì cũng bình thường thôi các bạn ạ. Các bạn đừng làm la video đấy nhá, cái định mệnh nó toàn đấm này. Ôi ôi rồi ôi, cứu em với, đằng này có một thằng võ sư Quyền Anh này, định mệnh nó nữa. Một thằng yếu ở trên đầu rồi, ui dồi ôi, một thằng yếu ở trên lầu rồi, còn một thằng thì ở bên dưới này tôi bắn độc rồi. Ngon. Ơ ôi tên mình có một người thôi à, cố lên Maxiu ơi. Mình biết là Maxiu thì là nhạc sĩ, là làm nhạc, nhưng mà không sao cả, Maxiu cũng có thể làm nên kỳ tích, và đôi khi nhạc sĩ cũng là game thủ. Ôi ôi ui, hên giờ là luôn.
cuối mùa thì nó dễ hơn rất nhiều các bạn. Bây giờ là đầu mùa mà mình lại ngồi rank top nữa, cho nên là bắn nát thật sự là mọi người người ta kê rất là ghê, và tất cả đều bắn one shot rồi lại là kéo tâm các thứ rất là đỉnh luôn, rất là khó để mình có thể đẩy lên. Ví dụ như về trong tình huống này nhá, rank bình thường mình có thể đẩy ra xong mình bắn chết rất là đơn giản, nhưng mà bây giờ thì nếu mà ở rank top này mà mình đẩy ra là mình chết luôn các bạn ạ. Chưa kể nhá, những cái rank này gần như là 100% người chơi là chrono. Lý do tại sao mình không sử dụng ở trong thường chiến, bởi vì ai cũng có khiên cả. Ui định vậy cho nó. Ơi, ôi chết cha rồi, nó bò xuống rồi. Đấy lại chrono, các bạn thấy không, gần như ai cũng có. Ơi, định vậy cho nó rồi, nó kéo vỡ đầu tôi luôn. Ai kêu kêu mày hô ra kì một chi. Ok, cảm ơn cô nhiều. Định bạch nhà nó nữa cay tê nhở, bắn nó kiểu cứ nóc xong rồi nó lại cứu, bắn nóc xong lại cứu. Bật kia đi mày, bật kia đi. Ui định bạch nhà nó haki quan sát là sao nó lé nhanh ấy nhở. Đấu gió nhà nó nữa, tôi vừa tí nữa là tôi kéo vỡ đầu rồi. Nói chung là bọn này phản ứng nhanh lắm các bạn ạ. Ngoài ra thao tay của bọn nó cũng tốc độ bàn thờ luôn. Tất cả người chơi đây đều có trình độ ngang tôi hoặc là hơn tôi mất thôi, cho nên là nói chung là rất là khó để tôi có thể gọi là làm nên điều gì đấy kỳ tích một tí. Và nhân tiện là tôi đã bắn nhau ghê đây, bắn ghê đấy, ghê với chúng tôi này, xây bò khiên liền mút chun chun luôn. Ok, quay video gì luôn. Thú vui tao nha. Ok, ơi lên TV, thế thì bạn lên TV đấy Maxi ơi. À, nhân tiện là nếu như mà bạn là Maxi 20cm thì bạn đề nghị bạn gọi là vạch kim ra để gọi là đo độ dài nhá. Mình thấy 20cm là nó cũng ở tầm cỡ bằng 1/6 của mình, thì nó cũng không gọi là không phải dạng vừa đâu. Nó cũng thoạt tầm cỡ gọi là quái vật của cái Việt Nam này rồi. Dài 20cm thì cũng lủng lẳng ngang với mấy cái xúc xích của mấy cái lạp sườn chỗ tôi. Ui định mệnh nó nhìn nó thục kìa, nghe nó có vẻ lực không. Ui rồi ôi lại khiên kìa. Định mệnh cho mấy quả lựu đạn của tôi nó cứ bị phí, nó cay thế nhở. Quăng người là toàn khiên, nó không quăng được gì cả. Lựu đạn gần như nó bị phế luôn đấy. Định mệnh nó lại khiên. Sao thằng nào cũng có khiên đây? Chúng mày thấy mất bật khiên đi được không? Tao có một cái khiên đâu mà tao nãy giờ tao thấy chúng mày phải 3-4 cái. Ok luôn, đưa phát lại lên đầu ngay. Anh hùng MP5 để từ tuyên quang mà các bạn. Ok, đây đây đây. Ui ôi, định mệnh nó là lựu đạn. Cay thế nhở. Ok, mày tới đây. Come here baby, tới đây. Ôi giời anh ơi, mẹ nó bật khiên nữa. Anh ơi em xin lỗi, thức đêm em tỉnh bằng trà, tha em thì em trả bằng tình cho anh được không? Cay thế nhở. Bắt này là toàn khiên thôi, các bạn thấy không? Đứa nào cũng Chrono, Cristiano Ronaldo các kiểu các thứ. Ôi giời ơi mẹ mày. Vâng, bắt đầu chuyển thành chuyên mục Cristiano Ronaldo khiên rồi. Ok bạn, cân bố đi bạn. Mình tin bạn. Ok rồi, có niềm tin một tí rồi. Thôi xong quả này hết niềm tin mẹ luôn. Không phải là bởi vì bạn bắn gà đâu, mà đơn giản nó là keo như này thì bạn nếu ra được, bạn xấy ra thì bạn sẽ chết. Mình biết mà, nó ngồi nó ke như thế thì làm sao mà né được. Ủa rồi, nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đung đưa anh mắt chìm vào em, chập trùng đôi tay anh đưa nhịp tim từng lưu đạn. Ôi rồi bạn, ui ôi rồi ôi, thằng này nó nhảy nó chạy nhanh vãi nồi ơi bạn ơi. Bạn dân tổ lái ở phương nào đấy? Mình dân tổ lái ở tỉnh Tuyên Quang bạn này. Chỗ mình nơi bất kỳ ai sinh ra cũng đều đã là một racing boy, cầm vô lăng lên thôi là gọi là mẹ mày không thể cản phá luôn. Thế mà tại sao mà bạn lại có thể ở một tỉnh khác mà bạn có thể làm được những điều mà nơi mà chỉ có dân Tuyên Quang chúng tôi làm được như vậy? Thật là kỳ tích. Chúng tôi cần tuyển bạn về ngay với lại là tỉnh thành của chúng tôi. Tỉnh thành chúng tôi nơi đào tạo các racing boy chính hiệu, nơi mà các bạn không quan trọng tốc độ, nơi mà lấy gọi là bàn thờ làm lẽ sống, và nơi mà ui dồi ôi, nơi mà kéo toàn xịt, nơi mà cắn trộm, nơi mà bật khiên, nơi mà cay vờ lò, ấy à lại có khiên à, nơi mà sấy khiên, nơi mà sấy tiếp, nơi sấy bằng chết rồi, nơi gà giò, vâng, nơi lút lấy khẩu MP40, và từ đó chúng ta đã có một người mang tên anh hùng MP40 đến từ Tuyên Quang. Không sao em ạ, à, em tin vào anh hùng MP40 đến từ Tuyên Quang mà. Ờ vậy. Ok luôn. Mẹ, thằng nhân kia em bên MP40 Tuyên Quang luôn. Được bạn, đặt lòng tin đúng người rồi đấy. Chú MP40 Tuyên Quang làm sao mà thua được nhở? Ơ anh em bắn nhau ở đâu đây? Người chết ở đâu đây? Em đi em bên dịch vụ khiêng xác. Ôi trời ơi, em bên dịch vụ đào huyệt và chôn xác tại chỗ. Nhân tiện là bên em cũng có gọi là đang có một cái nó gọi là option book quan tài bay. Bung phát thôi là về với lại là tổ tiên cực nhanh mà gọi là đi đường hàng không luôn. Ok, định mạch của nó tại sao lại chết? Mà nó hai thằng nó bắn tôi kìa. Cái này nó được phạm vào tội hiếp dâm. Cái này là phạm tội hiếp dâm các bạn trẻ ơi. Ôi trời ơi, hay quá rồi, xong thắng luôn. Nice. Trận cuối lên huyền thoại. Uầy, mà trận này có vẻ hơi dễ các bạn ạ. Bình thường mấy trận kia tôi bắn khó khăn lắm, tại vì kiểu team địch với team mình thường cân chỉnh nhau ấy. Nhưng mà không ngờ trận này nó lại đơn giản như thế. Thôi chắc có lẽ là tôi lại làm thêm khoảng chục trận nữa mấy ông ạ. Đây, hiện tại mình đang đứng này. Đó, top 11 các bạn.
và đứng cái top này với tổng số trận mình chơi chỉ là 63 trận thôi. Mình sẽ cho các bạn xem chỉ số của mình là 3.8, tức là trung bình một trận mình sẽ giết được 3.8 mạng mà mình không chết mạng nào đấy, hiểu nôm na là vậy. Kiểu mỗi trận mình sẽ đóng góp khoảng 4 kill là ít nhất đấy đó, thì nôm na là trung bình là thế. Đây này, hầu hết là mình đều chiến thắng này, có đúng một trận thất bại thôi. Và đây mình có thể cho bạn xem chỉ số, mặc dù tỷ lệ sót mình rất là thấp, chỉ 40% thôi, nhưng tỷ lệ thắng của mình lại cực cao á. Tỷ lệ thắng của mình là tận 84% cơ, và tỷ lệ thắng của mình hiện tại đang là gần như là cao nhất ở server nếu như mà tính những người mà đang leo top server tử chiến các bạn nha. Ok được rồi, chào các bạn, top server tử chiến rồi là đi nghỉ đấy, mệt quá. Ôi trời ơi, định bệnh nhà nó nữa.